Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Hé lộ thực đơn trong bữa tiệc cưới gần 20 tỷ của con gái đại gia Minh Nhựa. Toàn sơn hào hải vị nhưng số lượng món ăn mới gây bất ngờ. Ngày 8 tháng 9, ngày mà những hình ảnh trong đám cưới của con gái đầu lòng của đại gia Minh Nhựa ngập tràn trên khắp báo giới, trang tin và mạng xã hội. Hết dàn siêu xe đón dâu gồm 15 chiếc siêu xe, hội trường cưới hoành tráng, dàn khách mời nổi tiếng, cho đến nhẫn vòng hồi môn nặng trĩu của cô dâu đều khiến dân tình choáng ngợp. Phải nói vị đại gia Sài Gòn cùng gia đình nhà chồng cô dâu đã biến Minh Anh thành cô dâu hạnh phúc nhất Việt Nam ngày hôm đó. Độ xa hoa về hình thức, nghi lễ cưới thì khỏi bàn rồi, nhưng cũng không ít người tò mò về bữa tiệc của đám cưới. Theo tiết lộ từ một người bạn thân của đại gia Minh Nhựa, chi phí cho tiệc cưới ở một trong những trung tâm hội nghị lớn nhất Sài Gòn rơi vào khoảng 20 tỷ, bỏ qua phần hoa tươi, ánh sáng, sân khấu. Vậy thực khách trong bữa tiệc phục vụ những món gì mà tổng chi phí lại khủng đến như vậy? Nơi đây cũng đã từng tổ chức hôn lễ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang, vợ chồng Trấn Thành và Harry Won. Tuy không quá nhiều món, nhưng món nào món nấy trong menu đám cưới của con gái Minh Nhựa đều là sơn hào hải vị, như cua lọc sốt trứng muối, salad hạt quinoa, súp bào ngư vi cá hải sâm, heo sữa quay sốt hoisin, xương bò nướng thảo mộc sốt rượu, mì udon bơ tỏi và bánh sô-cô-la đậu phộng. Theo thông tin trên website của Trung tâm Hội nghị tiệc cưới tổ chức đại hỷ của con gái đại gia Minh Nhựa, menu tiệc cưới như vậy có chi phí khoảng vài chục triệu đồng một bàn, cùng với số lượng khách mời đông đảo trong quy mô hội trường lớn. Tổng kinh phí cho bữa tiệc đám cưới xa hoa này có khi bằng tổng thu nhập cả 10 năm của người khác. Đám cưới của con gái đại gia Minh Nhựa. Sáng sớm ngày 8 tháng 9, lễ rước dâu diễn ra khiến dư luận hết sức choáng ngợp bởi độ khủng được đo bằng 15 siêu xe của nhà Minh Nhựa. Đáng chú ý hơn là cảnh cô dâu đeo vàng kim cương đến mỏi tay. Có thể thấy cặp đôi đang rất hạnh phúc tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Bà nội thay mẹ dắt tay cô dâu ra gặp mặt nhà trai. Đại gia Minh Nhựa một mình chạy đôn chạy đáo trong đám cưới con gái, hai người vợ cùng vắng bóng khi đón khách. Những ai biết đến Minh Nhựa có lẽ không còn xa lạ gì chuyện tình ái của vị đại gia này. Chia tay người vợ đầu là Phương Thúy, cũng chính là mẹ của ái nữ Trôi Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh. Minh Nhựa đã có vợ hai là Mina Phạm, cả hai đã gắn bó và có với nhau thêm hai người con. Được biết, mối quan hệ của Trôi Phạm và vợ hai của Minh Nhựa cũng rất tốt. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà trong đám cưới hôm nay của Trôi Phạm và chồng Tâm Nguyễn, cả hai bà vợ của đại gia Minh Nhựa đều không lộ diện. Thiếu vắng đi sự giúp đỡ của những người phụ nữ, có vẻ như vị đại gia sở hữu dàn siêu xe cả trăm tỷ này cũng bị luống cuống không ít. Một mình Minh Nhựa đã tất bật chạy đôn chạy đáo từ sáng tới tận tiệc cưới buổi tối này, lo toan chuẩn bị các công tác cho đám cưới của con gái cưng diễn ra suôn sẻ nhất. Bên cạnh việc đích thân kiểm tra danh sách khách mời cũng như tổng kiểm tra toàn bộ concept lễ cưới, Minh Nhựa cũng thỉnh thoảng ra góp mặt chụp ảnh cùng cô dâu và chú rể và dàn khách mời với nhiều cái tên khủng. Có thể thấy dù ở ngoài là đại gia, thì trong sự kiện trọng đại của cuộc đời con gái, Minh Nhựa cũng lo lắng và căng thẳng như bao ông bố khác. Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, là ái nữ của đại gia Minh Nhựa rất nổi tiếng trong giới Rickett. Sinh ra đã ngậm thìa vàng nên cô nàng này có cuộc sống xa hoa và sang chảnh khiến nhiều người ghen tị. Cô nàng cũng có mối tình đáng mơ ước với bạn trai Tâm Nguyễn. Hôm nay ngày 8 tháng 9 chính là đám cưới của cặp đôi được diễn ra. Được biết hôn lễ được tổ chức tại một trung tâm hội nghị sang chảnh nhất thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã được nhiều ngôi sao nổi tiếng lựa chọn cho đám cưới của mình. MC Trấn Thành chính là người dẫn dắt cảm xúc trong đám cưới của ái nữ đại gia Minh Nhựa. Trong phần chia sẻ trên sân khấu, Trấn Thành đã có câu nói khiến cô dâu Minh Anh bật khóc. "Tôi không bao giờ chúc hai bạn 100 năm hạnh phúc, điều đó sáo rỗng trong năm 2019. Tôi chỉ cần mấy bạn nhớ những lúc giận dữ nhất biết cách kiềm chế, gìn giữ nhau hơn." Có lẽ Trấn Thành đã chạm đến cảm xúc của những thành viên trong gia đình đặc biệt này. Ai cũng biết bố và mẹ của Minh Anh đã không sống với nhau từ lâu. Hơn ai hết từ câu chuyện riêng của gia đình, Minh Anh thấu hiểu sự mong manh của tình yêu trong cuộc sống và bởi thế càng biết cách giữ gìn hạnh phúc của mình trong tương lai. Trước đó, Minh Nhựa đã có chia sẻ xúc động đến con gái trong lễ cưới. "Mình rất bất ngờ khi con gái xin cưới và gả sớm.
Dù vậy, mình muốn nhắn nhủ, cuộc đời không nên nhìn về quá khứ, không ai biết được tương lai như thế nào. Ba chỉ mong hãy sống bằng chính trái tim của mình. Cho dù nghèo khó hay giàu có bệnh tật đều có thể vượt qua. Con và Tâm hãy thay cho bố sống thật tốt, hãy yêu thương nhau từng phút giây. Ông bố giàu có nói. Trong đêm diễn ra lễ cưới, những ngôi sao nổi tiếng trong giới showbiz cũng được mời đến tham dự. Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn góp vui bằng một ca khúc. Phạm Quỳnh Anh và Ân Hoàng Phúc song ca trên sân khấu tiệc cưới. Được biết Ân Hoàng Phúc là bạn thân của đại gia Minh Nhựa. Bên trong lễ đường là khung cảnh lung linh như cổ tích. Cô dâu chú rể xuất hiện, đặc biệt là Choi Phạm vô cùng lộng lẫy. Cả hai không giấu nổi sự hạnh phúc trên gương mặt. Khách mời gồm nhiều tên tuổi khủng. Đại gia Minh Nhựa tất bật chuẩn bị đám cưới, các khâu cuối cùng cho đám cưới con gái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.